Xin chào các tình yêu, lại là Tần Nguyễn Lùa Gà đây. Mình đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt chơi. Và mình xin thông báo với anh em là đến ngày 23 tháng 6 năm 2024 mình sẽ có một sự kiện Lùa Gà chuyển tâm thức đổi số phận. Khoảng 1.000 người sẽ tham dự cái sự kiện đó ở thành phố Hà Nội. Và đây là một trong những chương trình cực kỳ chất lượng, chuyển đổi tâm thức và dành cho tất cả những cái fan yêu quý Tần Nguyễn sẽ được gặp gỡ Tần Nguyễn, giao lưu với Tần Nguyễn, bắt tay chụp ảnh trong một sự kiện nguyên một ngày ở khách sạn 5 sao Grand Plaza Hà Nội. Đây là một trong những chương trình được thiết kế công phu, có rất nhiều Việt kiều trên toàn thế giới về để tham dự. Đây là nơi để tuyệt vời để bạn giao lưu, học tập cũng như trải nghiệm, và những cái mô thức thành công sẽ được giới thiệu trong chương trình này. Thì chương trình chuyển tâm thức đổi số phận sẽ được diễn ra ở Hà Nội. Với một cái sứ mệnh cho đi, chúng tôi tổ chức cái chương trình này. Đây là chương trình có tính chất hỗ trợ cho cộng đồng, và một năm chỉ có một chương trình duy nhất diễn ra. Hãy đăng ký ngay để gặp gỡ Tần Nguyễn với cái giá bèo nhèo hơn cứt mèo. Chúng tôi rất tự hào chương trình chuyển tâm thức đổi số phận, đây là lần thứ 3 được diễn ra ở thành phố Hà Nội, đã thay đổi hàng nghìn con người. Và đó là một chương trình tuyệt vời. Để gặp gỡ Tần Nguyễn, trung bình người ta phải bỏ ra tới hàng nghìn đô. Tuy nhiên bạn chỉ cần bỏ ra 345.000. 345.000 cho một người là bạn hoàn toàn có thể giao lưu với Tần Nguyễn ở Hà Nội. Đây là một cái giá mà chưa bao giờ rẻ như thế. Và chất lượng chương trình là sự thay đổi toàn bộ tâm thức tài chính. Hãy đưa gia đình, vợ con, anh em và những người thân của mình đến đó. Chúng ta cùng học tập, giao lưu và trải nghiệm chương trình chuyển tâm thức đổi số phận gặp Tần Nguyễn. 365.000 là một cái ghế ở khách sạn 5 sao với đẳng cấp 5 sao sang trọng bậc nhất Hà Nội. Bạn không nghe lầm đâu. Nếu mà được một cái đám cưới ở Hà Nội mà bạn muốn đến một khách sạn 5 sao đi phong bì 2 triệu bạn không có dám đi đâu. Tuy nhiên Tần hỗ trợ bạn tất cả. Bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền rất là nhỏ để mua tài liệu thôi. Còn chỗ ngồi Tần đã tài trợ cho bạn rồi. Hãy đăng ký ngay hôm nay, số lượng còn rất giới hạn, chỉ còn rất ít vé nữa. Chuyển tâm thức đổi số phận Hà Nội Grand Plaza ngày 23 tháng 6 năm 2024. Mời bạn đến đó trải nghiệm và tâm thức của bạn sẽ thay đổi mãi mãi. Đó là nơi để giao lưu và gặp gỡ những người rất thành công của Tần Nguyễn, team Tần Nguyễn trên toàn thế giới. Đăng ký ngay vào đó, đừng chần chừ gì nữa.